bấy giờ bồ tát vô ngại thắng tạng vương nương thần lực của đức phật quán sát mười phương mà nói kệ rằng ví như núi báu lớn lợi ích các hàm thức núi phật cũng như vậy lợi ích khắp thế gian ví như nước biển lớn trong sạch không dơ bẩn thấy phật cũng như thế hay trừ các khát ái ví như núi tu di xuất hiện giữa biển lớn đèn thế gian cũng thế xuất hiện từ biển pháp như biển đủ các báu người cầu đều đầy đủ trí vô sư cũng thế người thấy đều khai ngộ trí như lai thâm sâu vô lượng không có số cho nên sức thần thông thị hiện khó nghĩ bàn ví như nhà huyễn thuật thị hiện đủ thứ việc phật trí cũng như thế Hiện các sức tự tại, ví như châu như ý, làm mãn nguyện ước muốn, tối thắng cũng như thế, mãn các nguyện thanh tịnh. Ví như báu sáng tịnh, chiếu khắp tất cả vật, Phật trí cũng như thế, chiếu khắp tâm quần sinh. Ví như báu tám mặt, chiếu khắp tất cả phương, đèn vô ngại cũng thế, chiếu khắp nơi pháp giới. Ví như thủy thanh châu, làm trong các nước đục, thấy Phật cũng như thế, các căn đều thanh tịnh. Bấy giờ Bồ Tát hóa hiện Pháp giới nguyện Nguyệt Vương, nương thần lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng, ví như báu đế thanh, làm xanh tất cả màu, gặp Phật cũng như thế, đều phát hạnh bồ đề Trong mỗi một hạt bụi, Phật hiện sức thần thông, khiến vô lượng vô biên, Bồ Tát đều thanh tịnh, sức thâm sâu vi diệu, vô biên không biết được, cảnh giới của Bồ Tát, thế giới không thể dò. Như Lai thị hiện thân, tướng thanh tịnh tra nghiêm, vào khắp nơi Pháp giới, thành tựu các Bồ Tát, cõi nước khó nghĩ bàn, trong đó thành tránh giác, tất cả các Bồ Tát, thế chủ đều đầy dẫy, đứng thích ca vô thượng, nơi Pháp đều tự tại, thị hiện sức thần thông, vô biên không thể lường. Bồ Tát đủ thứ hạnh, vô lượng không cùng tận, sức tự tại như lai vì họ đều thị hiện. Phật tử khéo tu học, các pháp giới thâm sâu, thành tựu trí vô ngại, thấu rõ tất cả pháp, sức oai thần thiện thệ vì chúng truyền pháp luân, thần biến đầy dẫy khắp, khiến đời đều thanh tịnh. trí như lai viên mãn, cảnh giới cũng thanh tịnh, ví như đại long vương giúp khắp các quần sinh.